Bà con nên theo dõi tin nhanh về thị trường lúa gạo. Bản tin được phát sóng định kỳ lúc 6 giờ sáng thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng mạng xã hội của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay ngày 26 tháng 9 tại thị trường trong nước điều chỉnh tăng với một số loại gạo. Thời tiết Cần Thơ hay hôm nay có nắng trở lại. Một số thương lái hỏi dò giá nhiều hơn tại các đồng huyện Vĩnh Thạnh so với các ngày trước. Các huyện còn lại như Cờ Đỏ, Thới Lai và Ô Môn, lúa đã cọc chờ cắt và sẽ cắt vào đầu tháng 10. Giá lúa tại một số huyện của tỉnh An Giang, Vĩnh Long ít biến động. Giá tham khảo hôm nay mời bà con theo dõi. IR50404 giá dao động quanh mốc 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Đài Thơm 8 giá 8.000 đến 8.200 đồng một ký. OM5451 giá ổn định 7.600 đến 7.900 đồng một ký. OM18 có giá 7.800 đến 8.000 đồng một ký. OM380 dao động từ 7.600 đến 7.800 đồng một ký. Lúa Nhật ở mốc 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Nàng Hoa Chín giá 8.200 đến 8.500 đồng một ký. Nếp Long An IR4625 khô giá 9.600 đến 9.800 đồng một ký, giảm 100 đến 200 đồng một ký. Nếp Long An 3 tháng khô giá 9.800 đến 9.900 đồng một ký, giảm 100 đồng một ký. Một số tỉnh còn lại như Tiền Giang, Long An và thành phố Hồ Chí Minh, thương lái hỏi mua ít, giao dịch chậm. Chi tiết giá một số loại lúa như sau. IR50404 giá dao động quanh mốc 8.100 đến 8.200 đồng một ký. Đài Thơm 8 ở mức giá 8.600 đến 8.800 đồng một ký. OM5451